Chào cô chú anh chị, chào quý cô chú anh chị và cả nhà đã quay trở lại với kênh của em Cảnh hôm nay. Hiện tại thì em vừa đến nơi. Thì hôm nay em trở lại đây để mà cúng vì ngôi nhà này hôm trước em đến đây em ghi hình. Thì có những tiếng động, những âm thanh rất là ghê gợn và sau khi tìm hiểu thì được biết là có quy đang cư ngụ trong đây và em muốn trở lại đây để cúng kiến. Mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng với em trong đêm nay nha. Ở trong đây là có quy nha cô chú anh chị, không phải là ma. Cái chữ bùa màu vàng vàng ở đây là cô chú anh chị thấy không? Đây là cái để trắng ma quỷ. Em sẽ cúng cô chú anh chị nè. Em có mua đồ để cúng nè. Em có mua đồ để cúng nè. Vì hôm trước là em ở đây em về em bệnh mấy ngày luôn. Và nói thật với cô chú anh chị là ngôi nhà này thì khi tìm hiểu là không phải là đơn thuần là vong linh hay ma quỷ nữa mà có thứ dữ ở trong đây cô chú anh chị. Em xin gửi cởi mưa cái nhà cả nhà mình thôi. Em cởi mưa cái vào mình cúng tại thời tiết mưa đó cả nhà. Bây giờ thì em sẽ đi vào trong. Sợ thì cũng hơi là sợ nha cô chú chị. Hôm trước có một sự việc xảy ra mà em sau khi mà em về em xem lại thì mới phát hiện. Thì cô chú anh chị mình có thể thấy là ở đây là cái chữ bùa để chắn ma quỷ và bên đây là cái phòng vệ sinh đúng không? Thì hôm trước em quay và em quét thì em cũng không có để ý ngay cái phòng này. Thì khi mà em về quét và xem lại thì mới phát hiện ra là ở đây có một cái vật nhô ra. Một cái vật nhô ra như là một miếng vải vậy đó. Đây này, mấy cái con này cũng còn rất là nhiều của chú chị. Khi mà vào bên trong thì sẽ không có tín hiệu và không có được mạng, cho nên là chỉ có thể đặt máy ngoài thôi, chỉ phải đặt máy bên ngoài thôi. Chỉ có thể đặt máy ở ngoài để mà like thôi nha cô chú chị. Vì khi mà đi sâu vào bên trong á thì sẽ bị mất mạng. Em sẽ đi vào ngay cái chỗ cái bàn ở trong cái cúng của chúng tôi.
tiếng gì nhỉ? Hình như trong lúc anh đang cúng có tiếng gì đúng không cả nhà? Như là có tiếng gì đúng không cả nhà? Coi nhà có ai nghe tiếng gì không cả nhà? Em đang cúng thì như là có tiếng gì đó. Tại hôm trước em về là em bệnh mấy ngày luôn nha cô chú anh chị. Em bệnh mấy ngày liền cho nên là em không có đi quay cũng như đi live được. Cho nên cái khoảng thời gian mà em bệnh đó, là em chỉ có đăng lại những video cũ thôi. Hôm nay em đi được thì hôm trước em có hứa là khi mà em khỏe lại thì em sẽ trở lại đây cúng nha cô chú anh chị. Có điều mà trực tiếp thì sẽ không có đi vào sâu được. Cả nhà có thấy cái chữ bùa này, chữ đại trắng ma quỷ nha cô chú anh chị. Em không cầm máy vô được cô chú anh chị mình à. Vì cầm máy vô thì sẽ mất sóng à. Em còn một cái đường nhỏ nữa để em lấy cái đường nhỏ để em sau cho cái chuyện
Em đang dùng máy để quét phần mềm, hiện tại em đang để cái máy ngoài kia. Đây này em cúng. Ồ, ngay chỗ em cúng cả nhà. Ngay chỗ em cúng có nhận vàng. Ồ, không phải. Đây là bóng của em, cái bóng thôi. Nó nhầm cái bóng của em. Đây là cái nguyên lý hoạt động của chương trình này, của chương trình. Đây là hình ảnh em của chương trình không, rồi nó sẽ phát quà theo hình ảnh của một cái nhân vật nào đó, nhưng đây là em cho nên là nó nhận diện được. Và đây là nó có bóng, còn khi mà một cái nơi không chung không có mà nó nhận diện được thì tức là ở đó nó có cái gì đó mà của chương trình. Cô tiếng cục cô chút nhẹ nghe.
cô chú anh chị vừa rồi có nghe tiếng vô những cái tiếng động không nói đi, vừa rồi rất là giống tiếng người, rất là giống tiếng người nói chuyện. Chắc anh phải đợi mưa đi cô chú anh chị, vì thật sự quá nguy hiểm cô chú anh chị. Em phải đợi mưa đi cô chú anh chị, dù là mưa chắc em cũng phải đi vì khá nguy hiểm, có tiếng động. Nhà em cũng đã cúng rồi. Em đặt máy em không có đeo mít cô chú anh chị.